Rồi, mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là cũng là Tết, Kiên đi săn hàng hiệu ở ngay chợ đồ cũ Bàn Cờ, nên là tiện thể. Rồi, mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là cũng là Tết, Kiên đi săn hàng hiệu ở ngay chợ đồ cũ Bàn Cờ, nên là tiện thể là quay lại chia sẻ với cả nhà luôn. Đi săn hàng hiệu ở đây. Ở đây là rất là nhiều các mặt hàng đồ si, đồ cũ, đồ hiệu á. Đây là chợ Bàn Cờ, quận 3, nó nằm ngay chỗ đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 Sài Gòn nhé. Đây có những cái đồ giày hàng hiệu, rồi ba lô, mũ, nón, túi sách, đồ hàng hiệu. Túi đẹp quá. Họ lấy thẻ xe cho em. Đây là những đôi giày second hand. Này là áo bò này. Áo jean. Ở quê gọi là áo bò hay không? Quê anh gọi là áo bò. Áo jean, áo bò. Mũ, nón, giày dép, túi da, túi sách, ba lô, đầy đủ hết ở đây. Coi cái chợ đồ cũ này. Chợ đồ cũ đây có cái túi da này, túi da hàng hiệu, da thật luôn nha. Dép hả? Em thử đi đôi này thử, êm á, nhẹ chân lắm. Đi ở nhà hả? Không, đôi này đi tốt hơn. Hơi lớn hả? Hơi lớn quá. Lớn quá. Lớn. Có đôi nào nhỏ hơn? Đôi này đi giống kiểu người chân to lắm. Nhưng mà anh có rồi, nhà có rồi. Đi một vòng con. Cái màn hình nó bị dớt nước vào. Kiểu này hả? Em không? Em. Đó. Nó giống cái đôi năm ngoái á. Giày thể thao, túi da, túi sách. Vừa không? Tùy vợ thôi, vợ thích thì vợ. Không, đi một vòng. Đi vòng đi. Nói chung là giờ không dài. Đi một vòng xem cái nào đẹp nữa. Ở đây dép, giày dép nam nữ, người lớn trẻ em có hết.
Dày hả? Chú già. Chú này con xem, con xem đi. Cái đó bao nhiêu chị? Cái đó bao nhiêu? 480 hả? 500 rồi nhà. Em xem. Đây da thật này. Da này da gì chị? Da biết là da hồng chứ không biết là da con gì. À. 480 cái này. Cái này cũng được, cũng rộng rãi phết này. Là mềm 480 một cái. Cái này mình đánh nó còn bóng lên không ta? Đánh xi lên đó. Đánh xi lên nó bóng đẹp luôn. Về là để gì bán chứ không có chưa có đánh gì. Không bớt gì. Đang mà giảm rồi. À. 500 giảm. Cảm ơn chị. Ở đây là khi nào mình khui hàng gì? À, thứ năm hàng tuần là khui hàng mới đúng không? Mới về. Mấy giờ nhỉ? 8 giờ sáng là thứ năm hàng tuần. Đồng loạt mình khui hàng. Mà đó là đi săn hàng là ok đó. 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần. Mọi người có gọi là rảnh đến đây đi săn hàng hiểu. Ở đây chị bán đến ngày bao nhiêu Tết chị? Tết 29 hả? Quê gì ở đâu? An Giang. À hay quá hả? Thuê An Giang lên đây thuê nhà bán. Nhà mình đây là hay là mình thuê? À. Trong này thì giày. Giày nam nữ. À, mua được đôi giày đẹp quá ha. Cái này, đôi này giày là một giày gì á? Ờ, cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái gì mà cái gì quên mất tiêu này. Phách hả? Không, tào lao. Ôi, đôi này đi được hết chứ. Đẹp chứ, đúng không? Mới không? Mới. Ồ, mới luôn hả? Ừ, nói chung có nhiều đôi. Nhưng mà không phải là da. Da. Da lộn hay sao? Nhưng mà cái này chất tốt. Phải có bị đấy. Có lỏng không? Vừa ít không? Nhưng mà cái này phải đi mấy cái tất mà tất hóa. Tất hóa. Nó sọc sọc hoa hóa. Ờ. Rất là đẹp không? Mà con đùi đi được, đi hợp. Anh đi mấy kiểu này được không? Không, anh không thích mấy kiểu này. Cái này thì hơi nặng. Cái này thì hơi nặng. Hay là đi mấy kiểu này được nha. Đi không, vợ hả? Hả? Vợ đi. Tùy vợ. Nhưng mà anh thấy đôi này được không?
Vào đó được. Bữa này mặc lấy đồ hoa đẹp lắm. Lấy gọi là doctor. Đây giày gì cũng có. Nam nữ già trẻ lớn bé gì có hết. Khui giày vào ngày 16 tháng 1 2020 thứ năm. Thứ năm hàng tuần là khui giày đây này. Ngon hay không mua đâu. Anh thử đi, anh xem. Anh đi xem vợ mua thôi chứ anh không thích đi hàng này. Rất là nhiều loại mẫu mã gì cũng có. Áo này, rồi. Áo này có dạng gọi là quân đội. Quân đội Mỹ. Được không? Được nào? Cái đế này đế mới. Người ta mới làm lại. Đây, bà xã chọn được đôi này. Đây có bán giày giày. Màu gì cũng có. Đôi này nhiêu gì nhỉ? Năm. Năm xị. Bên trong này nó bị phai cái. Con đường này rất là nhiều quán nha, rất là nhiều cửa hàng. Đi mỏi chân không hết. Ủa? Em không quay à? Thích
hết pin rồi. Nghe à? Ông đừng đưa tôi lên tàn hình, tôi mất tạo nha. Đưa tàn hình nha. Hả? Để đó hả? Không đôi đôi. Nếu mà ấy lúc nãy là được đó. Dạ. Mệt quá rồi không nói được cô ơi. Cô quảng cáo luôn. Mà giờ mệt quá là nói không nổi nữa. Ở trong này khi nào mà sổ hàng có nhỉ? Thứ 6 hả? Ừ. À. Ôi thấy